Nhà thơ ở cạnh nhà thờ, nhà thơ tắt thở, nhà thờ rung chuông. Nhà tôi thì cũng bình thường, chục năm speed lụ ngay top 11, cày thế nhở. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Rock KPI. Trong Riot Kingdom, quân tử xây nhà 10 năm chưa đủ. Để có được một skin thiên đỉnh thì chắc hẳn anh em phải bỏ ra rất nhiều thời gian, tiền bạc. Để anh em có cái nhìn tổng quát hơn về các chủ đề thành phố này, thì hôm nay mình sẽ liệt kê top 10 những chủ đề thành phố thiên đỉnh tốt nhất để anh em tham khảo nha. Không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Lưu ý, video này chỉ nêu lên ý kiến cá nhân và có thể nó không đúng với quan điểm của một số anh em trong đây. Anh em có ý kiến gì khác thì cứ thoải mái comment ở phía dưới nha. Tiêu chí đánh giá của mình sẽ dựa vào các yếu tố sau. Thứ nhất đó là thuộc tính cộng thêm, cái này là quan trọng bậc nhất rồi, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đánh overfield cũng như là đồn trú hay rally. Thuộc tính ưu tiên sẽ là công máu thủ. Yếu tố mình quan tâm tiếp theo sẽ là ngoại hình và tên gọi nữa. Tên nghe ngầu lòi, ngoại hình sang xịn mịn thì cũng là một điểm cộng rất lớn. Nhưng đây không phải cuộc thi hoa hậu, thế nên là tốt gỗ còn hơn tốt nước sơn, mình vẫn ưu tiên chỉ số bắp hơn anh em nhé. Và chúng ta sẽ đến với thứ hạng đầu tiên. Trong đường mật, Thúy Ảnh là con đường mật ngọt, mà thành ngữ có câu mật ngọt là chết ruồi. Ai là ruồi thì anh em biết rồi đấy, anh em kỵ binh chứ còn ai nữa. Để đánh đổi lấy quả nhà này thì cũng khá vài năm tăng tốc. Diện mạo của chủ đề này khá đẹp, tuy chưa đạt đến vẻ đẹp khiến ai cũng phải công nhận. Nhưng nhìn chung đây là một tòa lâu đài lung linh với xung quanh vườn hoa, ong bướm bay lượn tạo nên một khung cảnh yên bình. Đánh nhau căng thẳng quá khiến anh em áp lực thì đừng lo, ngắm nhìn quả nhà này cũng khiến anh em được chữa lành. Ngoài ra thì trên đỉnh đầu tòa nhà này còn có hiệu ứng vệt lửa cháy. Mình sẽ tạm gọi hiệu ứng này đó là Free Fire nhưng mà tốn tiền. Thuộc tính chính của chủ đề thành phố này đó là 15% phòng thủ của kỵ binh. Phòng thủ thì đối với kỵ binh vẫn là một chỉ số khá ổn khi mà bộ trang bị của binh chủng này cộng khá nhiều máu. Qua đó thì giúp anh em kỵ binh cứng cáp hơn trên chiến trường, đặc biệt là khi bị sầu oam. Đấy là trên lý thuyết, chứ thực chiến thì đứng trước mũi giáo của hàng chục đạo quân khác nhắm vào người thì khả năng chim cúp méo mặt về nhà là rất cao. Chung quy lại thì chủ đề thành phố này tốt hơn nơi ở của Thánh Thần, nhưng mà không quá mạnh so với các nhà thiên đỉnh còn lại. Thưa ngài, hình như ngài đánh rơi thứ gì phải không? Ngài đánh rơi vương miện rồi. Chính là vương miện vinh quang. Có thứ này trong tay anh em gần như là quý tộc của mọi quý tộc, thế nên nó được rất nhiều kẻ săn người đón theo đúng nghĩa đen. Ngoại hình của chủ đề thành phố này lấy cảm hứng từ thành trì của người châu Âu, từ đó toát lên vẻ sang trọng, uy nghi, bề thế của người cầm quyền. Bên cạnh đó, trên đầu tòa nhà còn có hiệu ứng hoa sen tỏa ra xung quanh. Chỉ số mà nhà này mang lại là 15% phòng thủ dành cho bộ binh. Công tâm mà nói thì bộ trang bị của bộ binh đã có quá nhiều phòng thủ rồi, cũng không cần mấy, nhưng mà có còn hơn không. Thủ châu đánh lâu cũng chết là xưa rồi, giờ anh em bộ binh ông nào ông đấy đều vua lì đòn hết, cứ chịu đấm ăn xôi thôi. Tổng quan lại thì đây là một chủ đề thành phố không quá xuất sắc, nhưng mà ngoại hình thì miễn chê, ai chê thì chê chứ riêng mình hút vội. Bắt đầu với cái tên, tuy là chùa nhưng mà lại không hề miễn phí, cũng tốn tăng tốc như bao cái nhà khác. Ai mà bảo anh em là tiền bạc không thể mua được thời gian thì hãy dẫn họ ra tiệm net hoặc là vào Riot Kingdom mà dùng. Yo. Ngoại hình thì quả thật là bắt mắt. Ai mà không đi chùa được thì giờ có thể viếng chùa online ngay tại nhà với quả chủ đề thành phố này thì nói thật là còn gấp đôi độ thành tâm. Xung quanh thì có 4 cái cột, ở trên còn có một cái vòng tròn giúp bạn trở thành nghệ sĩ vì sẽ nếm được 4 chữ là hào quang rực rỡ. Chứ mình không biết là cái này là phải pháp luân trong Phật giáo không nhỉ? Thuộc tính tăng cường của nhà này ban cho người chơi 15% máu cung thủ. Cung thủ nổi tiếng là máu giấy, yếu đuối thì khi có chủ đề thành phố này thì trở nên trâu lì hơn một chút, chống chịu tăng thêm chút, đồng nghĩa với sống lâu hơn và gây nhiều sát thương hơn. Anh em biết mà, cung thủ đặc biệt là Hermen ra các lượng, sống lâu bán sát thương diện rộng thì ai mà đỡ cho được. Chủ đề thành phố này vừa đẹp vừa tâm linh, lại còn hiệu quả nữa. Anh em cung thủ mà có chủ đề thành phố này như hổ mọc thêm cánh. Vậy nên là quá mạnh mẽ rồi anh em ạ. Nhắc tới kinh đô thì tự dưng mình muốn đố em một câu. Bú gì có hai trứng? Hết giờ, bú trung thanh chứ còn gì nữa. Bánh trung thu của kinh đô thì không bao giờ làm anh em thất vọng. Đặc biệt phải nói là bánh nào có hai trứng thì lại quá tuyệt vời. Quay trở lại với vấn đề chính thì kinh đô cổ xưa là cái tên gọi của chủ đề thành phố này. Chính vì tên gọi là kinh đô nên nơi này từng là chỗ của nhà vua, trang trí cũng khá lộng lẫy, toát lên khí chất của bậc đế vương. Trên đỉnh tòa nhà còn có một vòng ấn chú kỳ lạ. Nghi vấn đây là bùa cổ ngữ được các pháp sư Trung Hoa yểm vào để bắp bẩn cho những ai có chủ đề thành phố này, hoặc là vẽ vời tạo ra sự nguy hiểm, chứ thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Thuộc tính của chủ đề này là cung cấp 15% tấn công dành cho cung thủ. Cung thủ đã nhiều sát thương thì này lại càng nhiều sát thương hơn. Đánh open field gây được nhiều sát thương hơn, mà rally hay đồn trú cũng thế, sát thương được bắp lên đôi chút. Nhà này thì cũng ok, ai mà chơi kiểu nhiều đạo cung, full sát thương đấm cho đau thì nên lấy.
Còn không thì nên quay xe lấy nhà máu hoặc là nhà phòng thủ cũng ổn áp. Nhà này thì là đỉnh cao cho anh em kỵ binh rồi. Trong đầm gì đẹp bằng sen. Đây cũng là một kiến trúc cổ theo phong cách châu Á, cụ thể hơn là đến từ các học giả Trung Quốc. Trên đỉnh tòa nhà có một bông sen vàng tỏa hương ngào ngạt. Dưới nền còn có hiệu ứng là đài sen nở rộ, ám hiệu rằng tương lai của kỵ binh sẽ comeback cực mạnh. Liệu đây có phải là một lời sấm truyền báo trước hay không? Thực hư thế nào năm sau sẽ rõ. Còn bây giờ thì nhà này sẽ giúp anh em kỵ binh bám víu lại đôi chút trước sự lộng hành của Lưu Triệt và đồng bọn. Chỉ số mà nhà này mang lại đó là 15% máu cho kỵ binh. Kỵ binh đã trâu bò nhờ bộ trang bị tăng nhiều máu rồi. Giờ đây lại được tăng thêm máu từ cái chủ đề thành phố này nữa. Máu càng nhiều thì sẽ trụ càng lâu trong giao tranh, sát thương diện rộng nhận vào cứ như là muỗi đốt inox. Rally cũng tốt mà đánh đồng thì cũng ngon. Nhà này thì mình đánh giá thuộc dạng là nên thêm ngay vào giỏ hàng anh em kỵ binh nhá. Một cái tên khá trừu tượng mang đầy hàm ý sâu xa, chứa đựng muôn vàn thông điệp từ vũ trụ gửi đến. Anh em xem đến đây rồi còn chần chừ gì nữa? Like và đăng ký kênh ngay thôi để không bỏ lỡ những video đầy bổ ích của chúng mình. Chỉ mất 5 giây và hoàn toàn miễn phí với anh em thôi, nhưng mà chúng mình rất cảm kích, cảm ơn mọi người rất nhiều. Trở lại với chủ đề thành phố này, đây là một pháo đài phòng thủ với các vũ khí bao quanh. Trên đỉnh là hai cây rìu tượng trưng có sức mạnh tối cao. Ở trước cổng sẽ là 5 mũi giáo chĩa ra tấn công kẻ địch dám xâm lược. Chứng tỏ một điều là nhà này cất chứa rất nhiều của cải châu báu nên mới phải phòng thủ gắt gao như vậy. Nhà này thì phù hợp với lối chơi tất sát, đánh nhanh diệt gọn khi mà chỉ số tấn công cộng thêm là 15% tấn công cho kỵ binh. Kỵ binh xưa giờ nổi tiếng với sát thương đơn mục tiêu, hồi nộ nhanh, đánh nhanh rút gọn. Từ đó khi trang bị được chủ đề thành phố này, anh em sẽ được trải nghiệm cảm giác của một kỵ sĩ đích thực, người ngựa hợp nhất, đánh đâu thắng đó, tung hoành ngang dọc. Nhưng đấy là ở một vũ trụ nào khác, chứ vũ trụ này thì Lưu Triệt búng tay phát là cả đám bốc hơi ngay. Gái sớm thì ăn gì hả anh em? Ăn mừng chứ còn ăn gì. Chiến binh tối thượng, một cái tên quá sức kinh khủng long. Đã là chiến binh thì sức mạnh đã to lớn lắm rồi, đằng này lại còn tối thượng nữa, tức là chiến binh mạnh nhất trong những chiến binh. Mô tả này khá phù hợp với anh em bộ binh là những chiến binh thực thụ. Ngoại hình của chủ đề thành phố này thì được trang bị ngọn đuốc xung quanh. Đã là nhân vật chính thì mới chơi hệ lửa, chứ nhân vật phụ thì thôi thành bánh donut hết anh em ạ. Xung quanh nhà lại còn có thêm những đường vân ánh sáng kỳ lạ tô điểm thêm, nhìn khá là đẹp. Đến với thuộc tính thì nhà này cung cấp thêm 15% tấn công cho bộ binh. Trước đây thì bộ binh nổi tiếng với sức phòng thủ cao nhờ bộ kỹ năng của các vị chỉ huy bộ binh cũng như là bộ trang bị chẳng có gì khác ngoài phòng thủ. Nhưng mà dạo gần đây với sự có mặt của sát thương trừng phạt đã đưa chỉ số tấn công lên một tầm cao mới. Sát thương trừng phạt tăng tỷ lệ sát thương theo đoàn đánh thường, mà tăng tấn công chính là tăng sát thương đoàn đánh thường. Vậy nên là chỉ số tấn công đang là mấu chốt giúp bộ binh ngày càng gây sát thương khổng lồ trên chiến trường. Tên gọi này có vẻ như là ám chỉ đây là một đế quốc đã thoát ly khỏi một tổ chức hay là một cộng đồng nào đó. Có lẽ đây chính là vương quốc cổ đại trong truyền thuyết. Nếu ai hỏi mình nơi nào lạnh lẽo nhất lúc này thì có lẽ không phải là Bắc Cực hay Nam Cực, mà đó chính là ngoại hình của chủ đề thành phố này. Trước đó bộ binh đã có một chủ đề thành phố Elsa băng giá là pháo đài băng giá. Và giờ đây chúng ta có đế quốc thoát ly cũng như thế. Chủ đề thành phố này được thiết kế thêm các đường viền vàng tượng trưng cho quyền lực của nhà vua, kết hợp thêm các cột băng, các cột pha lê các kiểu. Thì quả thật gam màu này quá tuyệt vời cho những ai thích lạnh lẽo bên ngoài nhưng mà ấm áp bên trong. Chủ đề thành phố này là ngoại lệ vì 15% máu bộ binh này mình đánh giá cao hơn 15% tấn công, bởi vì bộ binh là binh chủng thiếu hụt máu nhiều nhất nếu so với những loại binh chủng còn lại. Trang bị cung thủ thì ít nhất cũng có vài dòng cộng máu, còn trang bị của kỵ binh thì thôi, đúng là cả biển cả trời máu luôn. Còn bộ binh thì mấy cái trang bị huyền thoại không hề có một chút chỉ số máu nào. Muốn có máu thì phải tẩy vũ trang sao cho chỉ số đỏ một tí, còn không thì xác định luôn. Chính vì thiếu hụt chỉ số máu như vậy nên là chủ đề thành phố này là một mảnh ghép vô cùng quan trọng để lấp đi phần nào yếu điểm của bộ binh, binh chủng mạnh nhất hiện tại. Chủ đề thành phố này đã từng đứng top 1 server với thuộc tính và vẻ đẹp không thể chối từ. Phần tranh vương triều nghe rất là đao to búa lớn, có liên tưởng một chút tới trò chơi vương quyền. Để xứng đôi vừa lứa với quả tên vô cùng quyền lực kia thì ngoại hình cũng thuộc dạng cao sang quý phái. Bốn góc là bốn vạc lửa đang cháy, lửa này cháy không ra khói mà lại còn ra những ngôi sao lấp lánh, nhìn rất là sang chảnh luxury. Lửa này nạp lần đầu là cái chắc rồi chứ lửa chùa làm gì có cái này. Ở trên đỉnh còn có một con trâu vàng, trên lưng nó lại là một cái lò lửa khổng lồ nữa. Phận trâu ngựa biết sao bây giờ. Mình tính rủ về nhà làm món thịt trâu gắp bếp nhưng mà anh trâu lại say no. Về thuộc tính thì chủ đề thành phố này mang lại 8% phòng thủ cho tất cả các loại đạo quân. Không chỉ bắp một loại, đằng này bắp cho mọi loại. Riêng kỵ thì bị trừ 10% tấn công, nhưng mà đấy không phải là vấn đề. Meta bây giờ là 3 bộ khá khỏe, nên anh em cứ mix ở 3 bộ 2 kỵ 2 khung thì chơi kiểu gì cũng kiếm kill top 1 top 2 cho mà xem. Nhà này thì đua khá khó nên là chỉ các siêu bot có mà thôi. Bot nào mà mở 7 đạo càng sớm thì sẽ càng tận dụng hết được các hiệu quả của chủ đề thành phố này mang lại. Nói chung là trước đây chủ đề thành phố huyền thoại này là giấy chứng nhận bot real anh em nha.
đồng hạng nhất sẽ là hai chủ đề thành phố cùng cha nhưng mà khác ông nội. Nguồn gốc ban đầu là điện đường tổ tiên ra mắt, bị dân tình ném đá vì ngoại hình gọi xấu ma chê quỷ hần luôn. Sau đó thì Lilith đã ra một chủ đề thành phố nhà tương tự, khác mỗi cái ngoại hình. Và dĩ nhiên thì ngoại hình này đẹp hơn, hầm hố hơn, nhưng chỉ số thì vẫn thế. Trường Thuyền Chiến Ca là chủ đề thành phố sinh sau đẻ muộn, nhưng được lòng anh em nhiều hơn bởi vì ngoại hình nhìn có vẻ hợp phong thủy. Bốn góc là bốn con rồng khe lửa, đỉnh đầu còn tỏa ra đôi cánh hoàng kim nhìn rất chi là quý tộc. Năm con rồng thì lấy chủ đề thành phố rồng là quá ư hợp lý rồi. Mỗi khi chủ đề thành phố này xuất hiện thì mấy chủ đề khác cứ phải gọi là thuộc tính. Thì hiện tại chủ đề thành phố này cung cấp đến tận 12% tấn công cho mọi loại quân. Anh em thử tưởng tượng là 7 đạo quân của bot và mỗi đạo cộng thêm 12% tấn công thì nó kinh khủng cỡ nào. Nhà này thì dù bạn chơi lối chơi gì đi chăng nữa cũng tận dụng triệt để. Vì dù là chơi chuyên bộ, chuyên kỵ hay chuyên cung, thậm chí là chuyên công trình tà đạo, dùng nhà này vẫn cứ phải gọi là hết nước chấm luôn. Chỉ số ngon thế này tương lai không biết có nhà nào ngon hơn không, chứ hiện tại thì nhà này là skin có chỉ số tốt nhất. À, còn một nhà chủ đề OL nữa mà mình thấy khá đẹp, nhưng mà vì tiêu chí đánh giá của mình là ưu tiên các chỉ số hơn nên là sẽ không có nhà OL xuất hiện trong video này. Có lẽ mình sẽ làm một video khác xếp hạng vẻ đẹp của các nhà OL. Anh em nào đam mê sưu tầm chủ đề thành phố đẹp mà không có điều kiện đua tiên đỉnh thì cứ alo mình có nhiều tài khoản tốt qua những chủ đề thành phố huyền thoại này anh em nhé. Và đó là những gì về top 10 chủ đề thành phố huyền thoại tốt nhất trong Royal Kingdom. Nếu bạn có phát hiện gì hay ho và thú vị hơn nữa, hãy để lại ý kiến dưới phần comment nhé. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, đăng ký kênh và bấm nút chuông để chúng mình có thêm động lực ra nhiều content thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.